hot Sunday party, and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party, and let's call it a perfect weekend. Tao đến nếu không dẫm mày dưới chân, lão tử sẽ đồng, nằm mơ đi. Giang Hân Nhiên à Giang Hân Nhiên, tôi nói để cô quay về vẫn còn kịp. Đứng ở bên này của tôi, còn nói về 10 tỷ cô nói, đó không gọi là việc gì to lớn. Một cuộc điện thoại ký phần hợp đồng này với Giang Thị các cô, nhấn lại của tôi cũng nghị thiếu, vẫn là câu nói đó. Sẽ không lấy lại được nữa, tính dụng thì còn nhiều. Vậy nên, Tống Thiếu, mời cậu của tôi. Tôi xem Giang Thị các người làm thế nào vận hành tiếp. Đợi đóng cửa vào sản đi. Ừ, đất tội ta. Ta sẽ để các ngươi không còn chỗ đứng ở Hà Nam. Tống Thiếu, vậy. Vậy thì bổn thiếu gia ở đây cùng các người. Alo, đâu có chuyện gì xuân phong. Theo dặn dò của anh, phí chuyển nhượng 1 tỷ. Tiền là văn kiện bất động sản của công ty xuân phong đăng ký chuyển đăng ký ở đây. Các anh làm sao? Thank you.
cô thực sự đã biết sai rồi. Cô lúc đầu không muốn giết con, đều là riêng thiếu ép cô. Con giúp cô nói mấy câu đi. Lý Tiểu Phạm, anh lùi về chút đi. Bất luận Giang Tâm được làm sai chuyện gì, cô hy vọng Giang Tâm được thể nói cho anh biết một tin tốt hạnh. Thank you.